I love you. Now you set my soul on fire. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình mượn được nick của bạn Phạm Thiên Phong để review cái bộ trang phục S của tiểu thuyết gia có tên là Trống Rỗng. À, cái tên này nó rất là phù hợp với những cái người giống như mình, bởi vì mình thực sự rất là trống rỗng, trống không có một cái gì luôn, cho nên nó rất là rỗng. Tạch cầu, bởi vậy bây giờ thì cứ phải chăm chỉ cày cuốc, xong bắt đầu có những quả cầu cho quả cầu một đợt này thì tranh thủ mở ra được thì ra thôi, chứ mình mùng lùng quá. Nhưng mà chung quy lại skin rất là được, nói chung là được. Lấy màu trắng trắng, xanh xanh, tóc vàng vàng. Và nhân vật này thì nói chung là cũng rất là dễ chơi và rất là dễ trúng thưởng. Nhất là trong những cái trường hợp mà các bạn có những cái đồng đội ví dụ như hiểu ý nhau chẳng hạn. Mình có thể điều khiển Hunter vào trong những cái ván và đồng đội mình ở ngay đó có thể đập ván nó. Rất là hay. Nó cũng là một cái gọi là tương tác qua lại nếu mà chúng ta có thể hiểu ý nhau. Và thông thường thì các bạn thấy rồi, cai thì cai đơn lẻ độc mã. Lâu lâu ví dụ như là máy nó có dư hoặc là máy nó cũng có kiểu giống như ổn định ấy, thì mình cũng có thể là đồng đội tới phụ hai đứa một lúc solo, không phải solo mà gọi là ỷ đông hiếp yếu, mà nói chung là hên xui thôi. Trời. Trời ơi, gây xa cắm mắt nữa sao cai. Mình làm gì nó thấy hết, bởi vậy từ từ chị ơi. Đau khổ ghê á. Và thật sự là cai gây xa thì các bạn phải tranh thủ ăn bướm của nó, liếm bướm để mình kiểu mình cai nó cũng sẽ có cái gì đó tự tin hơn, mình dễ dàng chủ động anti-dash hơn ấy. Còn Hunter mà đứng gần quá thì mình dùng tờ giấy mình đẩy ra chuồng gà chơi. Ví dụ như này. Bà kia bà đẩy mình đi đâu ấy, xa xôi thế. Ôi trời ơi. Mà cái phụ kiện bữa nay gắn trên cái áo choàng nha, nhìn nó cứ lủng lẳng kiểu gì ấy. Coi. Nó không có bị giấu bên trong hoặc là không có đeo trước ngực nữa. Rồi ơi coi kìa. Đập cái ván xuống coi như là không biết đi đâu luôn á, mọi người thấy không? Rồi. À. Cứu bé. Trận này lên nhánh 6 mà cái map này nó cũng không có nhiều cửa sổ lắm để có thể là tận dụng. Vậy cho nên nhiều khi mình cũng rất là nhìn ở đây, trời ơi, đánh cái gì vậy? Cho ra chuồng gà. Cái bà gây xa đấy, bà cứ đẩy mình ra xa thôi. Bạn nào mà bị điều khiển ấy là phải đẩy bản thân của survival á về gần phía mình chứ đừng có đẩy ra xa như này. Bóp đấy. Tôi lại chui vô cái góc này nữa, khổ ghê. Sợ quá à, nó đi đây. Úi dồi, cơ hội tới rồi. Cắm mắt khó chịu, ấy vướng. Ui. Buồn ghê á. Là trời. Bà gây xa. Ô, cái phụ kiện nó nằm ở dưới tóc của bà gây xa này. Nếu mà không biến thành dạng quỷ, nó xòe xòe bung tóc lên kiểu này chắc là mình cũng không biết đâu. Coi này. Đó mọi người thấy không? Rất là nhiều cái rất là thú vị ha. Giờ mới để ý á. Bữa nay trời cũng kiểu mát mát, nó đỡ âm u như ngày trước. Kiểu sắp Noel rồi, 25 tháng 12 là Noel. Mình cũng có coi lịch sương sương qua. Trời ơi, nhanh quá à. Chưa gì tháng 12 rồi. Chuẩn bị được Tết dương lịch nữa này mọi người ơi. Vui vui quá trời vui. Má ơi vô chuồng gà. Ông đánh bóng này cũng bị giảm sức mạnh rồi nè. Cũng vừa quá nè, trời ơi.
Nhưng mà những cái người mà chuyên chơi chủ yếu về những cái nhân vật mà bị giảm sức mạnh cũng sẽ rất là buồn. Ví dụ như là bà Mech bị giảm, nhưng mà mình thấy hôm qua mình đi rank trận nào cũng có Mech. Không hiểu sao mình rất là thích chơi cá mà toàn rơi vào cái map nhà thời đỏ. Trời ơi, sang chấn tâm lý, chấn động tiền đình, bị lung lay bán cầu trái. Bởi vì là cái map đó mình tạo nước nó dơ, xong rồi nó có nhiều tường ấy. Rồi nó cũng bị hẹp hẹp nữa, cho nên là cái vùng nước của mình nó cũng không có được to lắm. Bởi vậy cho nên là survival kiểu nó cũng rất là dễ né. Chơi mà toàn bị áp lực, buồn ghê. Và mọi người có thể chuyển đổi giữa nhân vật với nhau nha. Cảm thấy là chuyển đổi được thì chuyển đổi, còn không thì thôi, cũng không có cần thiết lắm. Bởi vì là mình thấy thân ai người ấy lo đi, chứ đừng có để người ta lo cái thể xác của mình, cũng chẳng có chẳng đâu vào đâu đâu. Ví dụ như bình thường mình cai 5 giây mà nhờ đồng đội đưa thể xác cho đồng đội cai là không ổn đúng không mọi người? Thật sự rất là không ổn. Kích hoạt máy mã hóa được kìa, khỏi heal cũng được. Bà gây xa chắc sao ở trong đó rồi, AFK gì rồi á. Trời ơi, lên mà cổng chậm nữa. Coi cái tướng ghét không, coi kìa. Cấu dài, cấu trúc, chiều sâu 600 điểm. Trời ơi, phải thật sự. Ok này, ok. Ê, đồng đều nhau xỉu luôn, coi kìa. Ô, vui vãi. Cái ông này á, gây xa tới. Sao đây? Ô, gây xa áp cao rồi. Cái này là máy chơi chứ không phải người. Máy chơi á. Ủa, lần đầu tiên mình đổi thể xác với Hunter và bị AFK, nó cũng hiện một cái thông báo lên như vậy luôn. Ok, mọi người đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Hello, mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở nhà thời đỏ đây. Ngày hôm qua đang chơi thì kiểu mình cũng lo lo, xong rồi cai cai kiểu quái gì á. Cuối cùng là cái ngón tay của mình nó vuốt bố cái thanh màu trắng trắng ở dưới màn hình lên nè. Bình thường thì nó màu đục đục mờ mờ ảo ảo ấy, bữa nay kiểu nó trắng lên như nước gạo ấy. Trời ơi, coi đau lòng không. Rồi madam qua đây rồi, từ từ bình tĩnh, sợ bị xỉu. Đau rồi, trời ơi, trời ơi, sao đít mình lúc nào luôn á. Bà cái ông này cũng có thể là madam từ gương dơ thành gương sạch thành gương dơ nha. Bằng cách là các bạn có thể dùng cuốn sách, các bạn điều khiển nó để cho cái gương của nó từ sạch sẽ thành bẩn thỉu, dơ dái, dễ gì dấu diếm. Vậy cho nên là mọi người cũng không cần phải sợ. Không, giờ mới sợ nè. Không, đừng. Giờ mới sợ đó. Không có sách. Đâu rồi? Trời ơi, cái bóng đấy mà chém hơi hụt, mình không thể hiểu luôn á. Và vừa chơi là vừa phải đảo cam vào mặt. Ôi, trời ơi. Chơi bling nhở? Chơi yellow vậy? Cái gương kìa trời. À, đi qua đấy chặn đầu hả? Mình đi ngược lại. Quá sợ luôn á, sợ bị xỉu luôn á. Đâu rồi? Cái hầm có ở đây không? Trời ơi, biến đi, đi xuống chuồng gà chơi thì biến đi, biến liền. Tôi ác quá mà quý vị ơi. Trời ơi, nãy giờ không biết làm được cái gì mà nổ được 3 máy. Có phải NE đang trêu đùa tôi đấy không? Ủa, nó sang bên kia nó giết chủ tế rồi. Nhàn vãi. Thôi đi kiếm người heal.
chứ để máu vậy lát nó cứu người khó. Các bạn để ý cái nội tại màu, hai cái màu đỏ này nè. Trời ơi, đó là chưa tính thêm cả cái nội tại gọi là hiêu chậm của nó nữa nha. Nó mà mang cái nhánh đó nữa là chị thương rất là mệt luôn. Vậy cho nên là trận đấu mà có lính thuê hay hương sư hay mỹ nhân gì ba người đó, nó thật sự là cũng rất là có cái gì đó mệt mỏi đúng không ạ? Vậy cho nên là survival phải lên cái nhánh cho đồng đội chị thương thì nó sẽ hữu ích hơn. Đây hai người mà thấy cũng lâu lâu rồi nè. Tới nè. Kiểu gì cũng có án mạng ở bển. U là trời. Những cái lúc ghế thế này thì có ở gần thì các bạn cũng nhây nhây xíu. Chẳng hạn để khoảng 30-40 tới cứu là vừa. Còn chưa tính thời gian nhây ghế nữa. Chưa chạy vô cứu liền thì nó sẽ rất là phí. Cái khoảng thời gian đó đồng đội có thể là giải mã thêm được một xíu. Rất là quan trọng luôn. Chơi game mà cũng phải tính toán rất là nhiều thứ. Mệt chứ mọi người. Nhiều người bảo chơi game sướng nhưng mình thấy chơi game nó có sướng đâu. Cái gì vậy? Trời ơi, chưa được cuốn sổ nữa. Ô là trời, yellow. Biến đi. Đi ra kia chơi ngay vào luôn. Đi ra kia. Trả cái xác về xong cái Madame kiểu, ủa đây là đâu? Chỗ nào đây? Khổ ghê á. Về chơi trên nhân vật này cũng rất là vui. Ủa gì vậy? Ca máy đó hả? Gương gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Trời ơi, bà mù bà sửa máy khác rồi. Trời ơi, đồ cái máy kìa trời. Đang tính lại hít kẻ giấy luôn á. Trời ơi, sang chấn tâm lý. May tôi không đến gần. Đang tới hít drama để lấy cuốn sổ. Trời ơi, sợ xỉu luôn. Thế hôm qua mọi người mở ra nhiều nhờ, công nhận sao kiểu sao mà may mắn gì không biết. Ủa đầu hàng vậy? Thôi ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nha. Đầu hàng sớm thì mình khỏe sớm thôi. Bye bye mọi người, chúc các bạn có một buổi vui vẻ nha. Cùng chờ clip chiều nay nha, bye bye.